Nhà tất cả mọi người, chủ đề của video ngày hôm nay thì sẽ chỉ có một mình nói thôi, bởi vì chắc là ông Thành sẽ không rõ về những cái vấn đề này lắm. Đấy chính là làm thế nào để nuôi con bằng sữa mẹ. Khoảng 3 tuần trước thì mình đã cho mọi người xem ở trên Instagram story cái tủ sữa chữ đông của mình. Của mình thì không có quá nhiều đâu, đến bây giờ thì khoảng có 20-30 gói gì đấy thôi. So với các mẹ khác là có cả một tủ ấy thì rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ có gọi là vừa đủ cho con ăn thôi. Nên là video ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định là share với mọi người tất tần tật từ đầu đến cuối những cái thứ mà mình dùng này, rồi là những loại thuốc mà mình uống này, để chia sẻ với mọi người để có một cái hành trình nuôi con bằng sữa mẹ dễ hơn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nói theo trình tự để cho mọi người dễ theo dõi nhá. Từ những ngày đầu tiên, kể cả mọi người sinh mổ hay là sinh thường thì mọi người sẽ có sữa non. Thì cái quan trọng nhất đấy chính là mọi người phải cho em bé bú thật nhiều. Dù là sữa của mình chưa về nhiều ấy, nhưng mà mọi người cứ cho em bé bú liên tục thì cái sữa non nó sẽ về, và sữa non thì rất quan trọng cho sức đề kháng của em bé, nên là đừng bao giờ bỏ qua cái bước này nhá. Sau đó thường đến ngày thứ hai thì sữa sẽ về, và làm thế nào để mọi người biết là dấu hiệu sữa về như thế nào? Cái mà mình nhớ nhất ấy, đấy là người mình nó nóng bừng hết cả lên, cảm giác như kiểu bốc hỏa luôn. Và khi mọi người nhận thấy là ngực mình bắt đầu căng và có sữa về rồi thì việc đầu tiên mọi người làm sẽ là chườm nóng để cho sữa bắt đầu kiểu về nhiều hơn. Mọi người sẽ lấy cái khăn này, sau đó cho vào nước nóng và sẽ chườm lên trên ngực. Sau khi mà chườm xong rồi bắt đầu massage, và máy hút sữa đã giúp mình rất là nhiều. Mình nhớ là trong hôm đầu tiên thì mình đã bắt được khoảng 50ml sữa non gì đấy để cho con uống. Và sau những ngày đấy thì nó bắt đầu về sữa bình thường. Trong 1-2 tháng đầu tiên ấy, thì mình cố gắng là giữ cữ hút là khoảng 3 tiếng một lần để cho mình có một cái lượng sữa ổn định. Và sau đó khi mọi người cảm thấy là sữa mình đã ok rồi thì mọi người có thể giãn cữ dần dần ra cũng được. Ok, bây giờ sẽ nói về một cái mà mọi người hỏi mình rất là nhiều, đấy chính là máy hút sữa. Thì trước khi mình sinh ấy, mình cũng có thử sử dụng một bộ, mà giá trị của bộ đấy khoảng 6-7 triệu một cái bộ máy hút sữa đấy. Và có một cái nhược điểm đấy là nó rất là nặng. Và sau đấy thì cũng có rất nhiều bạn hỏi mình là review một loại máy mà giá nó ok một chút. Thì mình có xem được cái loại máy này là Go Mini của Pigeon. Thì loại này ấy, mọi người nhìn xem là so với cái máy mà mình dùng trước đấy, nó phải to tầm này và nó nặng ít nhất là phải gần 1 cân gì đấy. Trong khi cái máy này cái trọng lượng của nó chỉ bằng khoảng 8 quả dâu tây thôi. Và đi đâu mang đi cũng rất là tiện, nó chỉ bằng một cái điện thoại ấy. Thì mình hay cho cái này vào trong túi sách hoặc là cho vào trong cái túi ba lô của mình. Và có một cái mà nó cũng rất là tiện để cho mọi người có thể mang theo đi làm hoặc là kể cả đi chơi cũng được. Đấy chính là cái phần ổ cắm của nó. Bình thường cái máy kia ấy, thì nó sẽ là phải cắm bằng ổ điện. Còn cái máy Pigeon này thì mình có thể dùng bằng cái đầu USB. Tức là kể cả mọi người đi làm mà mọi người cắm thẳng vào trong cái laptop của mình cũng được. Hoặc là cái cách mà mình hay làm nhất đấy là khi mà vợ chồng mình có việc đi đâu mà đúng cái cữ hút sữa của mình ấy, thì mình sẽ mang theo, sau đó thì mình sẽ cắm vào cái ổ sạc ở trên ô tô ấy. Sau đó thì mình sẽ trên đường đến chỗ đấy thì mình sẽ tranh thủ hút sữa luôn. Đến nơi thì mình chỉ việc cất vào trong cái túi đá khô là ok, xong rồi lại mang về cho con uống bình thường. Đấy, thì cái này cũng là một cái mình thấy rất là tiện, và giá của nó thì ok hơn là cái máy kia. Như mình nói là cái máy kia thì khoảng 6-7 triệu gì đấy một cái, còn cái này thì giá của nó khoảng 2,9 triệu thôi. Vậy thì làm thế nào để có thể hút được nhiều sữa nhất khi mà dùng những cái máy này? Thì có một cái mà mọi người nên lưu ý nhá, đấy là trước khi bắt đầu hút thì mọi người nên sử dụng cái chế độ massage trước. Đừng bao giờ ngồi xuống một cái là bật chế độ hút luôn. Khoảng 1-2 tuần đầu là mình cũng rất là ham ấy, mình cũng chắc cần gì massage, xong rồi mình ngồi xuống pha mình bật luôn. Và sau khoảng một thời gian thì mình thấy nó rất là đau ngực. Và cái chế độ massage này thì nó sẽ giúp cho kích thích ngực của mình để nó về nhiều sữa hơn. Có rất là nhiều bạn là ngồi xuống một phát là ham bật luôn, và bật ở chế độ cao nhất luôn. Có một người bạn của mình như thế, thế xong rồi khoảng qua một tháng là sẽ bị nứt cổ gà, sẽ rất là đau và nó ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của ngực mình nữa. Nên là mọi người nhớ là phải 2 phút massage sau đó mới chuyển sang hút. Và sau khi mà sữa bắt đầu kiểu nó ngừng chảy ấy thì mọi người lại chuyển sang massage, sau đó lại chuyển sang hút thì sữa nó sẽ về nhiều hơn. Đấy là cách mà mình thấy là hiệu quả nhất. Một nhược điểm duy nhất mình thấy cái máy này đấy chính là cái tiếng của nó khá là to, tức khi bật phát nó bắt đầu e e e. Nhưng mà kể cả cái máy kia của mình ấy thì tiếng nó cũng kêu to, và mình chưa gặp cái máy hút sữa nào mà nó không kêu cả. Nên là chắc là nhược điểm này thì cũng có thể bỏ qua được.
đến đây thì chắc sẽ rất nhiều bạn hỏi là tại sao lại phải hút sữa ra để cho con ti bình mà không cho con ti trực tiếp luôn. Thì trong một video mình đã có nói là khoảng thời gian đầu ấy, mình cũng có thử cho con ti trực tiếp khoảng 70%, nhưng mà cứ được khoảng 15-20 phút là nó lại ngủ. Thế xong rồi 30 phút sau nó lại dậy đòi ăn, xong rồi nó lại ngủ, xong 30 phút sau lại dậy đòi ăn. Nói chung là nó là một cái vòng luẩn quẩn ấy. Và mình thấy là hút sữa ấy, thì nó cũng tạo cho mình một cái khoảng thời gian riêng. Tức là ví dụ mình có việc đi đâu, chồng mình có thể dùng cái sữa đấy cho con ăn, chứ mình không phải lúc nào cũng ngồi ở nhà để đợi đến giờ cho con ăn nữa. Thì mình thấy là nói chung là tùy các mẹ, nhưng mà mình nghĩ là ăn bình ấy thì nó sẽ làm cho con mình nó có cữ hơn và cũng chủ động cho mẹ hơn nữa. Mà mọi người đừng tưởng cho em bé ăn bình mà dễ nhá, đừng tưởng chỉ việc kiểu cầm cái bình lên xong rồi cho vào miệng em bé là em bé chấp nhận ăn luôn, mà nó cũng có rất là nhiều thứ phải tìm hiểu. Ví dụ đầu tiên đấy là size núm. Hồi trước khi có con ấy, mình nghĩ là chỉ cần mua một cái bình, xong rồi một cái núm, xong rồi cứ cho con ăn thôi, từ lúc con bé đến lúc con lớn. Nhưng mà về sau khi mà mình bắt đầu tìm hiểu thêm thì ở mỗi tháng tuổi mình sẽ phải thay một cái loại núm khác để cho con ăn nó hiệu quả hơn. Ví dụ như là size sơ sinh thì nó sẽ khác này, hoặc là đến 3 tháng tuổi mà vẫn còn đang ăn cái núm size sơ sinh ấy thì chắc chắn là con ăn sẽ không hiệu quả được rồi. Nếu mà mọi người quyết định cho con ăn bình thì sẽ có hai sự lựa chọn, một là bình thủy tinh và hai là bình nhựa. Nhưng mà bình thủy tinh thì mình thấy là nó không phổ biến ở Việt Nam lắm, thường mọi người sẽ dùng bình nhựa hơn. Và cái chất liệu của bình nhựa là gì thì mọi người cũng nên tìm hiểu nhá. Bởi vì khi mà mình pha sữa hoặc là hâm sữa nóng ấy thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất liệu nhựa đấy. Thì phổ biến nhất bây giờ mình thấy là nhựa PP là một loại nhựa rất là nhẹ và nó an toàn cho em bé. Và cái bình Pigeon Star Animal này mà mình mua ấy, thì khi mà mình xem ở ngoài cái vỏ ấy, thì mình thấy là đây là cái chất liệu nhựa PPSU và có thể chịu được nhiệt 180 độ mà vẫn an toàn cho em bé. Thì đây là một cái mà mình thấy rất là khác biệt so với cả những loại bình khác. Và có một cái mà mình thấy là rất là buồn cười, đấy là khi mà mình đi Nhật thì bạn mình đã nhờ mình mang về khoảng 4 cái bình Pigeon gì đấy ở bên Nhật, và mình cũng ok mình mang về. Cho đến khi mình về Việt Nam và mình đến Aeon Mall và mình đi vào đấy, mình thấy là cũng bán đồ Pigeon luôn. Và giá của nó thì cũng khoảng 400, tức là nó không khác gì cái hàng xách tay cả. Thì mình đã không hiểu là tại sao phải mua đồ xách tay làm cái gì, trong khi ở Việt Nam thì cũng có hàng nhập khẩu chính hãng. Khi mình mua cái này này thì mình có thấy là ở trên cái vỏ hộp của nó ghi là Pigeon Thái Lan. Thế là mình cũng nhắn tin cho cái page của Pigeon, mình hỏi là thế tại sao cái này là Pigeon Thái Lan. Thì các bạn có giải thích là cái này mặc dù là sản xuất ở Thái Lan nhưng mà cũng được kiểm nghiệm bằng Pigeon của Nhật Bản, thế nên là cũng ok, không có vấn đề gì hết. Và tại sao mình lại đi tìm hiểu về cái bình này? Bởi vì mỗi khi mình mang con đi tiêm ấy, mình thấy các mẹ dùng cái bình này rất là nhiều. Và khi mình đi ra cửa hàng xem thì mình thấy là cái núm của nó cũng rất là mềm, giống kiểu tim mẹ ấy. Và nó có cái van ở đây này, cái van này gọi là van AVS để nó có thể chống đầy hơi. Thì cái đầy hơi ấy, ở người lớn thì mình thì không thấy đâu, nhưng mà ở trẻ con mà một khi nó đầy hơi thì nó sẽ rất là khó chịu. Thế nên là mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái bình này, mình thấy là cái chất liệu nhựa của nó rất là ok. Đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn duy trì là cho con bú trực tiếp một cữ một ngày, đấy là cái cữ đầu tiên là buổi sáng. Thì khi mọi người cho con bú thì một bên ngực của mình nó sẽ bị chảy sữa ra đúng không? Thì mọi người có thể dùng cái cốc hướng sữa này. Cái này mình thấy là có rất là nhiều hãng có, mọi người có thể tùy để sử dụng. Thì khi mà cho con bú thì mình có thể dùng cái này, mình kiểu hút ngực mình vào đây ấy, thì nó sẽ dính ở trên ngực mình luôn. Thì nó sẽ hứng cái phần sữa mà mình có ở bên này, thì nó cũng đỡ phí và nó cũng đỡ kiểu chảy lung tung ra ngoài ấy. Và một câu hỏi nữa rất nhiều bạn hỏi đấy chính là trong thời gian cho con bú thì mình đã uống cái gì, mình đã bổ sung những vitamin gì. Thì đây là cái mà mình đã dùng này. Cái này là pregnancy care, loại breastfeeding, là loại dành cho những mẹ đang cho con bú. Tức là khi mà bầu thì mình cũng đã uống vitamin của hãng này rồi. Thế xong rồi đến lúc mà cho con bú thì mình sẽ chuyển sang cái này luôn. Và có một cái nữa mà Quỳnh in Seoul tặng mình, đấy chính là đông trùng. Đến bây giờ là 3 tháng rồi thì mình vẫn duy trì là uống đông trùng hàng ngày. Thì chỉ có hai cái vitamin đấy là mình uống hàng ngày thôi. Thì mình thấy là sữa trộm vía là cũng ok, nhưng mà cái quan trọng nhất ấy là mọi người phải uống thật là nhiều nước thì nó mới có nhiều sữa được. Kể cả các loại nước cũng được, nước cam, nước chanh, nước lọc, nước canh. Nói chung là tất cả nước trong khoảng một ngày là mọi người phải uống đủ khoảng 3 lít nước thì mới đủ sữa cho con được. Nói từ nãy giờ nói rất là nhiều rồi, nhưng mà có một điều mấu chốt để có thể nuôi con bằng sữa mẹ một cách vui vẻ nhất, đấy chính là tâm trạng của mẹ phải vui vẻ và thoải mái nhất.
mọi người để ý mà xem, cứ mỗi khi mà mình kiểu mất ngủ một thời gian dài này, hoặc là mình kiểu bị stress, hoặc là mình bị khó chịu, mình bị buồn bã gì đấy, thì cái chất lượng sữa của mình nó sẽ đi xuống rất là nhanh. Thế nên là mấu chốt cực kỳ đơn giản nhưng mà lại cực kỳ khó thực hiện, đấy là tâm trạng của người mẹ như thế nào sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa như thế nào đấy nhá. Yeah, video ngày hôm nay thì đến đây là hết rồi. Nếu mọi người có câu hỏi gì nữa thì có thể comment cho mình biết ở dưới. Và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tới nhé. Bye bye.